Hello, chào mọi người đã quay lại kênh One Solo mọi người. Thì hôm nay Sơn cũng tiếp tục làm một cái clip ha. Thì hôm nay hàng nói gì? Và Sơn quay cho mọi người xem tham khảo nha. Cái này là mặt hàng, đó là cần câu inox 304, cò bóp, dây điện ống mũ nha. Đang về làm phục vụ cho anh em kích thủ. Đó, thì trước khi làm cho anh em thì Sơn xin phép được quay lại ha. Quay lại cho anh em nào xem đó có mua cần không, hoặc là inox, hoặc là cò bóp, hoặc là dây điện, hoặc là ống mũ dẻo ha. Đó thì Sony đều có bán lẻ hết nha mọi người. Đó thì đây là loại cần câu cũng có thường ngày thôi, nhưng mà hôm nay thì nó về cái lô này là màu đỏ ở ngoài cái da ngoài ha. Đó, nhưng màu đỏ ra ngoài nhưng mà cái trong là cái cây cần nó là màu đen nha mọi người. Đây nó cũng y nhịt thịt nhau thôi, nhưng mà nó cái vỏ nó khác ha. Cái này nó về màu màu gì màu màu đỏ nha mọi người. Đây thì cái này Sơn còn cũng mấy cây à, đang cũng mấy cây à. Đó thì mua thêm về nữa, sợ làm tới mùa mưa này tới nè là sợ làm không đủ cho anh em, cho nên mua số lượng nhiều, còn vài cây là sẽ mua về liền ha, nhằm khi anh em đặt thì làm leo điện cho anh em. Đó thì Sơn sẽ khui ra cho mọi người xem ha. Đó thì giờ xe điện này Sơn là xài loại dây điện của KJQ nha mọi người. Đó dây điện này Sơn xài cũng mười mấy năm rồi. Đó này là loại dây điện đôi ha. Đó cục đồng 100% nha mọi người. Đó Sơn mua một lần là một cuộn này là 100 m nha mọi người. Đó thì mọi người đừng có nên hỏi mà loại dây điện mấy chấm, dây điện 4-5 chấm hay 6 chấm gì đó, thì mọi người không cần mà thiết mà phải nói nhiều chấm là nó xài nó tốt đó nha mọi người. Đó thì sao cũng nói luôn đó, thì dây điện là mình ăn thua là cái guộc, nó là guộc loại dây gì đó ha. Nó dây đồng mềm, loại dây của con Son xài là dây đồng, dây điện dây đồng của cây quy ha, loại dây đồng mềm cho anh em xài nó rất là bền luôn. Thì cái loại này là Son xài mười mấy năm rồi nên rất là tin tưởng loại này ha mọi người. Nó không có thay thế được loại khác nha mọi người. Nó thì dây điện đó, lúc nào nó cũng để cái tên hiệu của nó trên cổng dây điện luôn nha mọi người. Đó thì loại đồng này dây đồng mềm ha, anh em nào chuyên nghiệp thì xài nó thì biết ha, rất là ok luôn, xài ra điện rất là mạnh nè, thứ hai là ít thúi nè, nó bền nè. Đó thì Sơn mua là một cuộn như này, thì mua là một cuộn thì nó rẻ ha mọi người, chứ mua lẻ thì mắc lắm. Đó thì về phục vụ cho anh em thì mua hai chừng một tuần là Sơn mua một cuộn rồi nha mọi người. Đó nhầm khi là không đường cần nữa, cuộn này thì 100 m nha, đây để 100 m nè. Đó còn đây là ống nha, ống năng luồng cho anh em xài an toàn nè. Đó thì anh em thì đi làm thì anh em phải nên luồng ống nha, cho mình xài an toàn nha mọi người. Đó nhầm khi mà mình đi làm khi nó bị gãy dây điện rồi đó, nó lú ra là nó vô tay mình là bị giật ha. Nó cái đó là rất là nguy hiểm, thì anh em xài lâu năm thì anh em nên chuyên nghiệp, thì anh em nên chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp gì cũng nên luồn ống ha mọi người. Đó thì cho nó bảo đảm cho nó an toàn ha. Đó đây đây là ống 6 ly luồn đánh bộ ha, còn đây là ống 12 ly luồn một vạt nha mọi người. Đó thì Sơn cũng nói luôn là Sơn là chỉ là bán dụng cụ cần kích thôi, chứ Sơn không có bán xịt nha mọi người. Đó thì mọi người có mua xịt thì mua qua kênh khác mua ha, Sơn không có bán, thì Sơn chuyên về bán cần thôi. Đó thì cũng sẵn đây thông báo trên cái YouTube luôn ha mọi người. Đó đây là cần 6m3 và 4m5 nha mọi người. Đó thì 6m3 thì nó là một cần của nó là tới là 200 ha, một cần 200 là gửi tới mọi người là 200 là bao ship tới nhà ha. Nó là loại 6m3, còn loại mà 4m5 là 180 bao ship tới nhà cho mọi người ha, một cần ha. Đó đây thì hàng nó Son lúc nào tới tay mọi người thì mọi người cũng được điểm cho hàng chứ thanh toán nha. Đây Son lấy khui ra một cây cho mọi người xem thử nha, còn nó ok không. Đây thì tất cả cái cần nào là Son gửi đến mọi người là Son đều kiểm tra thật kỹ ha, coi nó có bị hư lóng hoặc là cái gì không, hàng Son còn đổi lại cái khác, và Son sẽ gửi cần khác cho mọi người ha, cần như là cần nó liền 100% luôn nha mọi người, chứ không phải là cần mà nó bị lỗi ha, lỗi thì gửi đến đây mọi người thì sẽ khó xài. Đây
đây, và Son sẽ cho nó dài ra nha mọi người. Đó thì nó dài ra là tới là 16.3 nha. 6.3 là xính từ đầu cán giật và đến sau chót ha. Sau chót là nó nhỏ nha. Cái đọt này thì về mình là để câu cá thôi ha mọi người. Câu cá cắt lại là im luôn, rất là dịu luôn nha mọi người. Đó là cá là chê là nửa ký là bình thường nha. Son có câu thử cá chê lai nửa ký là câu giật bình thường nha. Cái thế đọt nhỏ chứ rất là chắc chắn luôn. Cần này là của cần của Shimano nha mọi người. Shimano Mojulet carbon nha. Thì thường anh em nói carbon dẫn điện là Son nói cho mọi người biết luôn. Carbon là nó chỉ là pha một phần nào đó thôi, đặng cho cái cần mình nó được chắc chắn nè, được cứng nè, nó được dẻo nè. Đó chứ mà thường thường mình mua mà mấy anh em mà thường thường mà lên gõ mà mua cần carbon để câu cá mà, loại carbon mà nguyên chất á, một cần mình mua nổi nè mấy triệu bạc ha. Đó carbon là nó chỉ là pha giúp đỉnh, đang cho cần nó cứng mà chắc chắn thôi ha, bền dẻo, chứ không phải mà nó mà để cho mình dẫn điện ha. Son bao cho mọi người xài luôn, tại vì Son bán là mấy trăm cần rồi. Nó thì Son cũng quay cho mọi người luôn cái bao của Son nè. Bao cái này, bao này là bao đọt nha mọi người. Nó bao đọt là riêng ha, còn cái mình Son gửi bán cần không á là nguyên cần cho mọi người luôn ha. Nó chứ đọt thì Son cắt ra Son làm cán cho mọi người ha. Thì đọt thì Son bán một đọt 10.000 nha mọi người. Đó thì mọi người nó có mua đọt gì câu cá thì liên hệ Son nha. Đó còn mua nguyên cần thì được đọt luôn nha mọi người. Đó thì cái cần 6.3 này là mình chỉ là xài được 5 lóng nha. 5 lóng có nói là được 2.7 đó. 2.7 là về là 2.7 là Son vô cán giật là 3 tấc nó là 3m. Đó là Son tính là 3m nha mọi người. Còn nếu như là cần nó dài hết sảy là 6.3 nhưng mình xài được 5 lóng là có 2.7 thôi nha. Đó là xài được cái tới khớp này. Nó còn tới ra ngoài này thì nó rất là nhỏ nha. Thì cái nào thì Son nói chính xác đó, mình mọi người mua về xài thì nó yên tâm hơn nha. Và tiếp theo thì Son sẽ khui cái cần 45. Thì cần này không xài thì mình đun lại còn được 1m nha mọi người. Nó có giật nha, còn không có giật thì 7 tấc à. Đó thì Son sẽ khui cái cần 45 ha. Thì cần 4m5 thì nó cũng như cái cần 6m3 nhưng mà nó khác cái chỗ là nó vắng hơn nha mọi người. Đó thì cái nào thì Son nói cho mọi người là chính xác cái đó, đặng mọi người mua về là ebon như thế, chứ không phải mà nói cái này mà gửi cái kia thì mất uy tín của Son nha mọi người. Cái hàng này lại không có nhiêu tiền chân á, nhưng mà mất cái uy tín là mình kiếm khó lắm nha mọi người. Đó thì hàng ở Son thì lúc nào cũng là chất lượng đặt hàng đầu nha. Giá cả thì nó sẽ cao hơn thị trường thì từ 50 đến 150 nha mọi người, nhưng mà cái tiền nào của nấy ha, chứ không phải mà hàng của Son mà nói với mọi người là gửi tới tay mọi người nói là hàng không tốt là không, thì hàng của Son là lúc nào cũng bao cho người xài ha. Đó thì thử thời mọi người mua cần Trung Quốc với cần Son về mọi người xài thử đi. Đó rồi sẽ biết cái tiền nào có nấy nha mọi người. Đó chứ Son nói vô nhiêu chung quá thì mấy anh bán cần Trung Quốc thì cũng thiệt thòi, tội nghiệp chảnh thì cũng như mình không có dám mà nói sâu xa ha. Đó thì mình bán thì ai cũng bán thì mình không có nói gì tới vụ đó. Và bây giờ Son sẽ khui cần 45 cho mọi người xem ha. Đó thì có một tay quay mọi người xem thông cảm nha. Đó 45 thì nó vắng hơn nè ha. Thì cần của cái cần 6.3 với 45 thì nó chênh lệch nhau cũng là 7.3 cho mọi người. Đó thì nhỏ gọn, tại vì cần nhỏ gọn này để cho mình đi làm kích lương nè. Đó hoặc là mình làm đánh bộ nè, rất là gọn luôn, rất là nhẹ gọn nha mọi người. Đó thì cần này thì mình xài được có 3 lóng, mà 3 lóng thì nó được 1m6 ha, vô giật 3 tấc nó là 1m9 nha mọi người. Đó thì không xài mình đun lại nè, đó rất là dễ dàng gọn gàng luôn, mình đi xa rồi đó gọn gàng luôn ha. Có giật nó thì 3 tấc nó 1m thì mình vô 3 tấc ăn thì mình đi xa rồi mình đánh thì rất là ok, rất là gọn gàng luôn. Thì cho mình là đỡ cái vụ mà ca rồi thấy nha mọi người. Đó thì mình đi xa thì mình làm cái đó đi cho nó dễ nha mọi người. Đó còn gần thì cũng làm gì luôn cho nó gọn, khi nào mình tới xài thì mình kéo ra thôi. Nó có khớp găng nha mọi người, khớp găng ngay trong chỗ cán này nè. Đó mình thì kéo thẳng ra nó cứng lại à, chắc chắn, rất là chắc chắn.
Còn nếu như mà mình sợ mà nó không chắc chắn á, thì về mình lấy băng keo đen này mình quấn chẳng những chỗ khớp khớp này nè lại. Thì ở đây thì son xài thì khỏi quấn. Còn nếu anh em mà sợ mà nó đôn lại thì anh em cứ quấn băng keo vô ha. Đó. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Cần này là mình xài là bạn rất là bạn không cần chút với cần lục bình rất là nhiều ha. Tại vì là xuống nước nó sẽ không bị mục nha mọi người. Đó. Còn cần chút cần che thì cần lục bình thì mình đi một thời gian thì nó sẽ bị mục gãy nghe ha. Còn đây là inox 304 ha. Đó. Inox 304. Cho mình xài là bao set cho mọi người xài ha. Đó. Rất là ok luôn. Xài trắng hoài vậy đó, nó không có bị đen ha. Còn nếu như mà loại mà hai lớp một rồi đó, y nóc giỏm á thì mình về là mình đi làm là chừng để dài dợt ha, mấy cái cây công sức lớn để dài dợt là nó sẽ đen. Còn nói chung là cần này thì y nóc này là không bao giờ đen nha mọi người. Đó. Chừng nào mà nó tới tuổi thọ của nó thì nó sẽ gỗ và nó gãy thôi chứ nó không bao giờ đen ha. Đó. Còn đây thì y nóc này Sơn cũng nói luôn, nó là một cây bán lẻ như thế này là 40k nha mọi người. Đó, 1m. Đó. Thì tất cả video Son đăng lên đều là báo giá hết, mọi người xem hết video của Son nhé. Đó. Đây là cò bóp đạp và cò bóp nhỏ. Bóp đạp thì rất là tiện lợi ha, thủy tinh hết, hai con ốc chà bá luôn nè. Cho mình xài rất là ăn điện luôn ha. Mình đạp thì nó an toàn hơn chỗ mình bóp nha mọi người, nhầm khi mình đạp trên bên thùng vậy nè. Có khi mình té xuống thì mình nhả cò bóp ra đâu có bị giật ha. Đó, còn như mình cầm trên tay thì khi nó sẽ không an toàn bằng cò bóp đạp nha mọi người. Đó. Thì anh em lúc đầu về xài thì nó sẽ không quen, nhưng mà xài vài bữa nó sẽ quen nha mọi người. Đó. Dùng trên người ta xài này rất là nhiều ha. Còn nếu như mình không quen thì mình xài cò bóp tay. Đây. Đó. Đợt sau này thì Son lấy cái loại ốc bự ha. Ốc bự nó ăn điện hơn ốc nhỏ nha mọi người. Đó. Cò bóp nhỏ này để mình ha, phân nửa nữa ha. Đó. Không được phân nửa nữa. Như này như là cha con luôn ha. Đó. Thì cò bóp đạp này một cái này sẽ bán giá là 100k là bao ship ha. Đó. Thì miếng mà 4m dây điện nữa thì 100 nữa là 200 ha. Đó. Là bao ship, toàn bộ hàng Son đều là bao ship hết ha. Đó. Còn cò bóp này thì một cái thì nó là 75k ha. Đó là gửi bưu điện là bao ship một cái ha. Còn nếu như mà mình mua chung cần câu rồi Son á thì Son bán lẻ hiện tại là tại nhà là 50k ha. Đó, còn cò bóp đạp thì 80k hiện tại bán lẻ ở nhà nha mọi người. Đó. Còn cả bưu điện thì Son sẽ tính tiền cước vô ha. Đó. Đây. Đây, đây là keo nến nha mọi người. Đây. Son mua một bọc là 50 cây ha. Mà xài hôm giờ cũng bộn rồi. Đây là cái nến là cao cấp ha. Đó. Của gì đó tiếng Anh mình không biết ha, nhưng mà loại này là cao nhất mắc nhất ha. Đó. Cây này là sao bán lẻ hiện tại là 8k nha mọi người. Đó, rất là dài luôn. Là 3 tấc nha mọi người. Đó, bự nhất luôn, cây nến 12 ly ha. Đó. Cây nến 12 ly này mình bắn là nó sẽ không bị chạo ngược lại nha mọi người. Đó, còn loại 10 ly là bắn sẽ chạo ngược lại. 12 ly thì nó bự á, nó sẽ bít cái ống này và nó sẽ không chạy ngược lại, mình bắn rất là ok ha. Rất là trong luôn. Mình bắn rồi ha là nằm ở ngoài là bắn lớp ở trong rồi bắn ở ngoài đó là nó rất là trong, nhìn rất là đẹp ha mọi người. Đó. Thì một cây bán lẻ này sẽ bán giá là 8k ha. Mọi người nào có mua cần nữa đó thì có xài nơi cao nến thì Son gửi chung nha mọi người, chứ là Son không có bán gửi mà gửi gọi ha. Gửi một cây hai cây thì nó cũng đủ ship nha mọi người. Đó. Thì hôm nay thì Son cũng giới thiệu bao nhiêu đó thôi nha mọi người. Đó thì Son cũng quay những cái số mà mặt hàng mà Son bán luôn ha. Đây dầm cho anh em ha, bơi vỏ bơi xuồng rất là gọn nha mọi người. Dầm này thì nó cán tròn nha mọi người, cho mình bơi ha, bề nào bơi vẫn được hết, rất là dễ luôn. Đó, cán tròn mình dễ cái bơi. Đó, còn cán dẹp là mình chỉ bơi một bên thôi, nó một bề thôi, còn cán tròn là mình bơi được hai bề ha, bề nào mà lật bề nào mình bơi cũng được hết, rất là dễ ha mình ha. Đi làm thì mình làm nên chọn lựa mua dầm loại dầm mà cây tròn ha. Đó thì về bữa Son sẽ quay một cái clip về dầm ha. Đó thì nay quay sơ cho mọi người xem ha, có ai mua thì muốn hộ xem người, một cây là 150 ha. Đó
miễn như mà mua một cây thì sơn bao ship, nó không có bao ship ha, một cây thì 150 thì ship 40 là 190 ha, là bao ship đó. Còn mua hai cây là 300 là sơn bao ship nha mọi người. Dầm rất là đẹp luôn. Loại này là loại cây cây tràm mà lạc nha mọi người. Đó. Nhây nhám rồi sơn trà cho mọi người rất là kỹ lưỡng nha, rất là bóng luôn. Về miếng nào mà mình mà muốn bền nữa thì mình hỏi PU hoặc là mình lắp keo nữa ha. Xài thiên thu luôn. Đó, rất là đẹp. Ha. Hiện tại là còn được 2 4 6 8 cây nha mọi người. Đó. Thì sửa sẵn làm độ cho anh em nữa thì xoay quay sơ sơ ha. Đây còn mấy cần câu nè. Còn được 3 cần câu 45 mà 4 cần câu 63 ha. Đó. Đây là dây cáp inox nha. Inox 3 lá 4 nè. Inox này mới về luôn nè nha mọi người. Nó lấy về bán cho mọi người luôn nè. Đó. Thì inox này là một cộng nó là hiện tại là 40k nha mọi người, là 1m7 ha. Nó bán lẻ nha, hiện tại tại nhà nó. Còn này là inox 2 lá 1 nha mọi người. Đó, 2 lá 1 thì nó là một cộng 2m này là có 30k. Nó rẻ hơn loại 304 thì nó bao xét cho mọi người ha. Còn 2 lá 1 thì nó xài nó cũng ok lắm nhưng mà nó sẽ không bền bằng 304 ha. Đó. Máy cỏ này Sơn còn được cả chục cái nha mọi người. Đó. Thì Sơn cũng giới thiệu luôn ha. Sẵn giới thiệu toàn bộ luôn cho anh em, mọi người nào có muốn xài gì đó thì muốn hộ Sơn nha mọi người. Đó. Thì đây là mặt màu Hồng Động chính hãng nha, có Đài Loan nha. Mọi người nào có cần xài thì muốn hộ xem người đây. Về một thùng ha, chục cái đó. Cái này rất là tiện lợi luôn, mình có xịt thuốc rồi đó, mình xài cái này thì nó bảo vệ cho mình ha. Thì Sơn cũng có đăng một cái video trên YouTube đó, thì mặt nạ Hồng Động chính hãng đó của Đài Loan đó, trên kênh như có Sơn ha. Mọi người nào có xem kỹ hơn thì vô xem ha mọi người. Đó. Còn đây. Đây là chiến dịch ha. Chiến dịch toàn tất cả loại dịch ha. Đó. Máy bự máy nhỏ Sơn thì có hết nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Chiến dịch thái hai cánh, tốc độ nhẹ giò ở chính gác cho mọi người ha. Chiến dịch này là chạy danh cuộn là bao phê luôn. Đó. Thì hôm nay Sơn cũng quay bao nhiêu đó thôi. Mọi người nào có xài có cần gì đó thì cứ liên hệ ha. Số điện thoại Sơn lúc nào Sơn cũng để trên điện màn hình ha. Đó, mọi người nào có mua thì điện trực tiếp cho Sơn ha. Số điện thoại là 0357777294. Đó. Còn nếu như mình có chơi Zalo thì các bạn Zalo ha. Các bạn Zalo thì sao? Mình được điện thấy hình nè. Rồi Sơn có hình cho mọi người xem nè. Đó. Được thì gửi địa chỉ Sơn qua Zalo cũng được hoặc là gửi địa chỉ qua tin nhắn qua điện thoại cũng được ha. Đó. Thì video này đến đây xin kết thúc và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi Sơn ha. Và mọi người đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều nhất Sơn em mọi người. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người tiếp nhé. Bye bye.